Đây, có rồi, có rồi, có rồi. Ai thông minh hơn? Địa điểm, lớp học. Trong vòng 15 phút, mỗi ông bố phải truyền dạy những kiến thức vui nhộn trong cuốn sách Bí kíp gia đình siêu nhộn cho các con của mình. Sẽ có 15 câu hỏi trắc nghiệm vui. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng. Thắng 2 huy hiệu, thua 1 huy hiệu. Sẽ có 5 bài học cho các ông bố mang tên Thì ra là thế, với các kiến thức về lông chim, cử động của đuôi chó, những điều chưa biết về loài chim cú mèo, cách di chuyển của loài cua, sự phát sáng của những chú đom đóm. Để xem các ông bố sẽ truyền đạt kiến thức cho các con của mình như thế nào đây. Ready and time for one. Are you okay? Yes. Yes. Welcome back to the gia đình siêu nhộn. Hôm nay bà sẽ dạy các con về chim. Trong lông chim thường có rệp lông và rệp cây. Con có biết gì? Con có ghi thoải mái, con có muốn ghi gì đó, con ghi muốn làm con nhẹ thoải mái trong đó. Ghi hình nha. Ờ, con ghi hình đi. Ghi hình người. Ok, 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 con ghi hình người đi. Cái em con không có biết ghi chữ. Em dễ gì vậy? Có chim heo không? Ở trong lông nó có mấy con rệp sống trong giọng. Bây giờ mấy con chim muốn loại bỏ những con rệp đó thì còn nước là tắm. Thì tắm thì thường có tắm nước, rồi tắm nắng, rồi tắm cát. Đó, con hiểu không? Dạ không. Dạ không. Trong lông chim có gì? Có con gì mà rệp lâu. Muốn loại bỏ những con rệp đó. Tắm cát, tắm nước. Tắm nước đi. Nước cát lắm. Cát, tắm nước. Rồi xong. Ở mỗi đốt của chân cua là có các khớp này chỉ có thể hoạt động lên xuống chứ không thể chuyển động nước khi bò. Biết biết là do độ dài của các chân khác nhau. Có nghĩa là vậy. Cái chân còn lại của nó là sẽ có chân ngắn, chân dài. Cú mèo thường ăn cái con gì? Cú đồng. Cú đồng rồi. Rồi ở nhà bây giờ có cú mèo thì bây giờ có cú chó. Có cú chó chứ. Là kêu con chó lại cứu. Rồi, đó là cái ý nè. Con cua thì bò sao? Bò ngang. Bò ngang. Cua có bao nhiêu cái chân? 50. Ờ, hai cái chân trước của nó thì sao? Cái càng. Thực ra là hai cái càng cũng là hai cái chân, nhưng mà hai chân trước của nó tiến quá thành hai cái càng. Một càng lớn, một càng nhỏ. Trời ghê vậy, con không biết hay vậy. Con hay chùm ăn cua luôn phải không? Ăn ghẹ rồi. Bây giờ con cua với con ghẹ, hai con nó khác nhau không? À. Bố anh em. Con. Con giá mắc hơn, con giá rẻ hơn hả? Khi đuôi chó dựng đứng lên thể hiện là vui. Cái đuôi chó mà đuôi chó mà dựng lên như nè, cái đuôi mà nó cụp xuống này là nó đang sợ hãi. Còn chó mà phải đuôi nhanh á, phải nhanh thì nhanh liên tục á. Giờ mình ôn lại nè. Đốt phát sáng để làm gì? Thì mới phát sáng cho bạn bè nó tới cứu á. Để nó cảnh báo kẻ địch. Ví dụ như nó chết từ từ á là nó thu hút bạn nó tới chơi với nó. Khi mà nó phát sáng nhanh liên tục á là nó cảnh báo những cái con địch nó, ví dụ như là những con chim hay là những con sâu hay những con gì đó chuẩn bị muốn ăn thịt nó. Ờ. À, con mà không tới đâu rồi. Trời ơi, tôi thấp đổ tú tài rồi đó. Câu hỏi đầu tiên, từ đầu số 1, khi chim tắm có thể tiêu diệt sạch sẽ chấm trong lông. A. Chưa ai gì hết mà. Chừng nào có hết thì chúng ta. A. Ký sinh trùng. B. Lông vũ mới. C. Côn trùng nhỏ. Hết. Đây. Có. Đây. A. Ký sinh trùng. Chính xác. A. Hãy làm các con. Các con. Câu số 2. Các tóc của chim sơn ca cuộc khỏi. A. Tóc nước. B. Tóc cát. C. Tóc nắng. Bên này trả lời. Hết. Tóc cát. Cát. Yeah. Em phải giơ tay chứ. Không biết nói làm sao. Đó, tôi tha cho lần này đó nha.
Hồi nãy tôi thả đó nha. Đau tay quá. Chứ đội tôi là ba đứa, đứa nào cũng thuộc bài hết rồi đó. Nãy giờ là huề cái gì? Huề. Bây giờ thách đấu gì cho nó khó đi nha. Bây giờ câu đó gì vừa ra một cái chọn người trả lời, ví dụ như thằng hai chơi với thằng hai, bé ba chơi với bé ba, Út chơi với Út, dám chơi không? Chơi. Chơi luôn phải không? Chơi luôn. Thì bây giờ là câu số 3 đi ra nha. Chú mèo bay ra ngoài tìm thức ăn khi nào? A. Ban ngày. B. Ban đêm. C. Trời mưa. Khả Hân. Ở đây không nói Khả Hân. Khả Hân con nói đi. Chú mèo. Chú mèo. Kìa không nhìn thấy kìa. Ở nhắc kìa. Nhắc gì đâu, không cần. Khả Hân thuộc mà. 5 4 Kìa A. Ban đêm. B. Ban ngày. C. Trời mưa. B. 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 Không. 2 giờ. Ôi trời. Chỗ này đáp án là gì? Chơi không? Nói đi. Nói. Em chọn cái nào cũng được, miễn là được chọn A. Gà gián. Ban A, ban ngày, B, ban đêm, C, trời mưa. Thôi chọn đáp án nào. Đừng nghe bên. Trời mưa. Ờ, cái hay gì đó, gì đó đó nên đừng có nghe anh Ben. Đừng có bao giờ nghe anh Ben cả. Em đừng bao giờ nghe lời anh Ben hết. Anh Ben ví dụ cho đội mình. Rồi, lại. Cú mèo ăn, chấm, bảo vệ hoa màu, ngăn ngừa bệnh ô dịch lây lan. Biết rồi. B. Dồn đồng. C. Chết. À, con đúng không? Con đúng không? Con. Rồi, mời con. Dạ chuột đồng. Chuột đồng. Chuột đồng. Thôi bây giờ các cược giờ khó hơn nữa đi nè. Bây giờ là chọn người trước rồi hãy đọc câu hỏi, 24 giơ tay. Rồi chết hả? Giờ chọn ai trước? Tôi chọn Hà My. Rồi tôi chọn ba nè. Rồi. Câu số 5. Cơ quan thay thế của tương đương. Trời giải biết rồi. Nằm ở A. Chưa ba chưa. B. Những đốt cuối dưới bụng. C. Phần đuôi. Ở phần chiến thắng này, ba sẽ biểu diễn có một bài Michael Jackson. Chào từ từ con, có gì đâu con. Gì không có gì hết. Không có gì hết, cưng. Vui vui. Bây giờ nè, bây giờ tôi đưa Út ra nè, Út cá cược luôn nè. Dám chơi không? Út tôi không biết gì chứ ơi. Dám chơi không? Nhót vậy? Giờ cháu hỏi là Út luôn nè. Là tôi thua chắc rồi đó ơi. Không. Ngốn tôi là tôi thua chắc rồi đó. Nói tối như vậy chứ. Ôi. Sao? Bây giờ giờ nhót rồi không cắt được rồi, không nổi đúng không? Ba bây giờ mình đang 3-1, bên kia có thắng không vậy à? À, bây giờ cuối cùng mình 3-1 rồi à. Trời chơi với Ngốn luôn. Chơi với Ngốn luôn. Ôi, hỏi lận. Trời chơi Ngốn. Trời chứ còn Lan Út để dành ngồi chơi không vậy? Đây là không sao, mình ăn rồi Khả Hân. Mình tự tin đi Khả Hân, mình học mình có tiếp thu. Lượng Út ba không cần giơ tay. Tại có giơ tay cũng không biết. Đâu có sao. Trong các tế bào của ông nhắc ơi, nhắc là thua nha. Trời ơi, giỡn hoài phải tự tin chứ. Thấy con tập ra đi, con tập ra đi. Con chơi chiêu quá. Trong các tế bào của cơ quan thái sáng của đơn đơn có chứa một loại chất gọi là A. Chất thái sáng. B. Chất đơn đơn. C. Chất bình quang. Cái gì? Ê, Emily mắc. Emily nhắc rồi. Tôi đâu cần gian, tôi đâu cần gian đâu. Chọn cách A. Em nói đừng, đừng mà. Đội thanh tên, đáp án là gì? Bây giờ em chọn A hay B hay C? Nè bây giờ coi, nè A. A, B, B. Đáp án đội thanh tên là B. Đáp án của ban tổ chức là C. Em này, anh đã đoán sai rồi mà. Nhưng mà người ta đã rồi A chứ bộ.
trừ trừ 3 điểm, mày còn trừ 3 điểm. Rồi bây giờ đưa thằng hai ra chơi chơi nè. Không, bây giờ rồi chơi thằng hai nè. Bây giờ có đánh cược không? Dạ, có đánh cược điểm không? Không đánh cược, không đánh cược. Bây giờ chơi nè, hai người sẽ trả lời luôn. Không không không, một người một người. Con cứ ngồi chơi gà rái đi con. Cua là loài động vật gì? Sẽ hỏi A giáp xét, B chân khớp, C thân mềm. Ây da, khoan, cái chơi xấu nó giật ngõ kìa. Chơi giật ngõ kìa. Chơi, chơi kỳ kìa. Chơi bút vô cái ngõ kìa. Tôi không ngờ, anh ba già cả, anh ba chậm quá anh ba ơi. Hơn chưa, ở đây dừng lại thắng vô thế là đi luôn á. Tôi đã nói trước đúng không? Thắng mà. Cốp. Ông một điểm, mày còn nữa. Bắt gà, tôi bắt gà đúng không? Nè anh bắt gà rồi. Hà Huy con, ngày này đi đây ngủ. Rồi nè, cho con nè. Này đang ngủ, ngủ tiếp đi con. Bây giờ vậy nè, nếu mà bây giờ ba câu nữa mà đội tôi thắng liên tiếp rồi tôi thắng luôn. Bây giờ ba câu nữa mà anh thắng, anh thua hề với tôi à. Mất mất tôi về với anh, tôi không chơi gì nữa. Câu hỏi bắt đầu. Anh ba nè, anh ba Ben nè. Nè, con ba sao rồi nha. Anh ba giờ anh ba nhắc này lắm rồi nha. Giờ con tôi, giờ cho thằng hai ra giơ tay luôn. Còn con dây ra. Anh con dây ra. Rồi, ra đi chơi. Trời ơi. Nè, mình vô mình trả lời nè. Mình câu thứ 8. Các chân của cua có độ dài khác nhau khi bò chấm 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 tạo một đường thẳng. A có thể, B không thể, hết. Ở đây ở đâu? Không thể. Chính xác. Yeah. Bây giờ bây giờ 5-2 rồi. Út ngay giơ tay, Út ngay giơ tay nè, Út ngay giơ tay. Đã giơ tay về, đã giơ tay về. Hết là giơ tay nha, hết là giơ tay. Giờ ai trả lời nè, ba trả lời tiếp nè. Rồi, 20 trả lời tiếp nè. Rồi. Tập trung nè, chú nói hết là giơ tay. Hết là giơ tay. Câu số 9. Khi chó vui vẻ, chó sẽ giật đuôi lên. Khi chấm chấm chấm, chó sẽ giật đuôi xuống. Chuẩn bị giơ tay. Bất an. B. Sợ hãi. C. Lo lắng. Hết. Anh ba. Sợ hãi. Rồi rồi, con giơ tay, con giơ tay. Bây giờ dám tố không? Bây giờ nè, cho Út trả lời. Mấy bà giơ tay, dám chơi. Không chơi, không chơi. Như vậy mới bản lĩnh, như vậy mới hơn thua. Bây giờ tôi bây giờ, tôi thắng trận này là quê đúng không? Bây giờ dám đưa ra không? Bây giờ tôi cho Út trả lời nè. Dám chơi không? Út trả lời mới là thứ dữ đó. Đúng rồi, giải thì thua là nhà Út nha. Út trả lời, Út trả lời. Con trả lời nha. Rồi. Con chỉ cần nói A, B, C thôi, đáp án còn A, B, C mà con nghe kỹ nha, nha. Nhắc là thua nha. Nè, hôm nay nè, quay quay đi. Để cho nó giơ tay. Nó giơ tay hả? Nó giơ tay. Giơ tay của anh. Câu hỏi. Câu hỏi số 10. Động tác ở đuôi chó có liên quan tới chấm 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 của chủ nhân khi nói. Chấm 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 là gì? A. Ngữ điệu. B. Ký hiệu bằng tay. C. Ngôn ngữ. Rồi, rồi. Rồi, ba về. Con chỉ cần nói A, B, C thôi. A hay B hay C? B. B. Rồi. B. Còn có, còn có. A hay B, C? B. A, B, C? B. Con thích cái nào? B. Thôi, đừng, đừng, để em. Để em nói. Con thích cái nào? A, B, C? Ai đau bụng quá à? Ai đau bụng quá à? Ai đau bụng quá à? Ai con đau bụng quá à? Trời ơi, ai con đau bụng quá. Để em chọn. Đây. Câu hỏi đặc biệt dành cho 24. 21 ra giơ tay tiếp. Cho
giống như tôi bị ép vậy á. Em có đang ăn trà bông kìa. Cười nó trời. Hết liền giơ tay liền nha. Hết liền giơ tay liền nha. Nha. Hết liền giơ tay lên nha. Hết liền giơ tay lên nha. Em cố gắng lên, vòng này là thắng trong nghĩa thôi là tụi mình thắng. Câu hỏi như sau. Thông thường gây bị sốt vào 3 chấm là nghiêm trọng nhất. A. Sáng sớm. B. Buổi trưa. C. Buổi tối. Ê đúng, đúng. Rồi, ba nha. Rồi, ba nha trả lời. Buổi trưa đi ba. Buổi trưa. Đúng. Buổi tối. Đáp án của em được chính là sáng sớm. Rồi, hết câu hỏi. Tôi nhận thắng, tôi nhận thắng. Tôi nhận thắng. Rồi quý hiệu này nhường cho anh ba. Thua thậm tệ. Cuối cùng là mình cũng được 3 quý hiệu á con. Không sao đâu, từ từ.